Hello, xin chào mọi người khỏe không? hôm nay thì đang sẽ chia sẻ về một cái đề tài là làm sao mình biết phân biệt nghiệp cũ và nghiệp mới. Hơi bị viêm họng một tí thôi. Ở trong kênh của Tina chỉ chia sẻ những cái gì Tina có trải nghiệm qua. Tina thì không có thầy bằng sắc thịt, ai cũng biết rồi. Tất cả những cái gì Tina biết đó thì là thông qua thiền định. Hồi xưa thì Tina là vô thần, những cái điều này Tina hồi xưa thật sự không biết. Nhưng mà thông qua thiền định á, thì tự nhiên bỗng nhiên nó biết rất là nhiều điều mà hồi xưa không biết. Tại sao Tina nói? Tại vì Tina muốn được quý vị thấy được cái sự vi diệu của Phật pháp thật sự, một cái sự vi diệu mà nó sẽ đến với quý vị bất chợt ở một cái thời điểm nào đó. Khi quý vị có niềm tin và quý vị có cái sự cố gắng để mà bỏ thời gian ra tu tập, bỏ thời gian ra nghiên cứu bản thân mình và nghiên cứu cái cuộc sống của mình, nghiên cứu cuộc sống nói chung. Nhưng nó nói thật sự là khi quý vị hiểu được bản thân quý vị nhiều hơn, quý vị sẽ hiểu được cuộc sống nhiều hơn. Khi quý vị hiểu được bản thân mình nhiều hơn nữa, quý vị sẽ hiểu được mọi người xung quanh nhiều hơn. Có lẽ là khi chúng ta thật sự thấu hiểu cái này thì chúng ta có khả năng hiểu hết cái vũ trụ. Tuy nhiên, để mà mình thật sự hiểu cái này á, nó cần một cái khoảng thời gian tu tập rất là ghê gớm. Và Tina nghĩ là bản thân Tina, cái mà Tina biết mà Tina học được nó chỉ là không đáng kể. Thật sự quý vị ạ, càng học nhiều, càng khám phá nhiều, mình càng cảm thấy là mình không hiểu biết. Theo Tina nghĩ là cái nghiệp cũ nó hiện ra rất là rõ ràng, là trong cái thân này hiện bây giờ mình đang ở đây như thế này, có tay chân như thế này, mắt mũi như thế này, đó là nghiệp cũ hết. Tất cả những cái gì mà nó cấu tạo thành cái thân vật chất này á, thì theo Tina và cái cảm nhận của Tina thì nó là cái nghiệp cũ. Tất cả những cái gì mình tạo ra trong những cái kiếp trước, những cái thói quen, những cái sở thích, những cái gì tốt đẹp mình đã từng làm, những cái gì xấu mình đã từng làm thì nó hiện ra nguyên hình như thế này ở cái cõi này. Mình sinh ra trong gia đình gì, bố mẹ mình là ai, thì cái này á, là theo Tina nghĩ là nó thuộc về cái kiếp trước và nghiệp cũ. Và cái nghiệp mới á, là những cái gì mà mình tạo ra ngay trong cái đời sống này, thông qua những gì mình nói ra, thông qua những gì mình làm và hành động. Và mình sử dụng cái cơ thể này để làm những gì? Cái nghiệp cũ nó có thể được thay đổi bởi những nghiệp mới mình làm và mình tạo không? Tôi đang nghĩ là có những cái thì không thể, và có những cái có thể cải thiện, và có những cái có thể. Việc mình sinh ra mình có đầy đủ tay chân không hay là mình thiếu? Ví dụ chẳng hạn như là mình thiếu một cánh tay, thì cái việc á, là mình thiếu một cái cánh tay á, mình không thể nào mình cải thiện được trong cái kiếp này nữa. Cái điều mình có thể cải thiện được á, là mình sẽ làm gì với cái cuộc sống từ bây giờ cho đến ngày mai, cho đến năm sau, cho đến cuối cuộc đời. Mình sẽ sử dụng cái thân này để làm gì? Mình sẽ chìm vào trong cái sự đau khổ là mình bị tật nguyền, hay là mình lấy cái việc mình bị tật nguyền làm cái bàn đạp để mà mình tạo ra một cái điểm gì đó sáng trong cái xã hội bây giờ. Mình có thể trở thành một cái người mà uất ức, uất hận, xấu tính, hận thù chỉ vì là mình sinh ra không có cái cánh tay, và mình tiếp diễn những cái nghiệp xấu, nghiệp cũ, và ngày càng đi xuống.
Hoặc là mình có thể sử dụng cái thân này để trở thành một người truyền cảm hứng, ví dụ là như vậy. Quý vị bớt cái tay, nhưng mà quý vị ý thức được là trong cái kiếp này quý vị có khả năng và cái tự do quyết định là quý vị sẽ làm cái gì với cái thân phận mà quý vị được ban, quý vị được nhận. Khi quý vị quyết tâm để thay đổi cái cuộc sống của quý vị trong tương lai và những cái kiếp về sau, thì quý vị sẽ bắt đầu tạo ra những cái giá trị tốt. Lời nói ra mang tính chất truyền lửa, truyền cảm hứng, chia sẻ, mang tính chất nâng đỡ và chữa lành. Vậy thì bây giờ Tina sẽ, ok, bây giờ mình sẽ nhấn lại về cái nghiệp là cái gì cho những người mà người ta chưa hiểu là nghiệp là cái gì. Nghiệp là một cái thói quen của những cái hành vi mình lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghiệp là những thói quen, nghiệp là những cái gì mình đã từng làm rất là nhiều lần. Mình suy nghĩ nhiều lần, mình nói nhiều lần, mình hành động nhiều lần. Tất cả những cái này nó sẽ tạo ra một cái nghiệp. Nếu như quý vị hiểu được sâu sắc về cái nghiệp nó là cái gì, thì Tina đảm bảo với quý vị là quý vị sẽ có một cái cuộc sống rất là vi diệu, thật sự luôn đó, rất vi diệu. Tại vì quý vị có thể đoán được trước là nếu như tôi nói ra cái này, chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như tôi làm cái này, phản ứng thế này, chuyện gì sẽ xảy ra. Quý vị có thể đoán được cái người đối phương sẽ hành động ra sao, sẽ làm những điều gì, là con người gì. Chỉ bằng cái cách là ăn uống đi đứng, bộ dạng, cách ăn mặc, tất cả những cái này là quý vị có thể hiểu được một con người. Chính vì vậy á, quý vị sẽ không bao giờ đưa mình vào những cái thế kẹt. Vì quý vị biết á, là quý vị không nên nói cái này vào cái thời điểm này, không nên hành động cái này vào cái thời điểm này. Và quý vị biết là phải nói chuyện và làm việc như thế nào với cái người đối phương, vì quý vị hiểu về kinh nghiệm. Quý vị sẽ không bao giờ comment xấu vì quý vị hiểu về kinh nghiệm. Quý vị hiểu rằng là khi mà quý vị comment xấu, chuyện gì sẽ xảy ra sau cái comment xấu. Quý vị sẽ không bao giờ nói những cái chuyện xấu. Quý vị sẽ không bao giờ nói xấu người khác, vì quý vị hiểu, rất hiểu rõ cái nghiệp sau khi quý vị nói xấu với người kia, chuyện gì sẽ xảy ra. Ví dụ chẳng hạn, nếu như tôi nói xấu người này thì điều có thể xảy ra là người này sẽ mang cái thông tin này cho người này, và người này sẽ rất là bực bội, cầm cái điện thoại gọi cho tôi và chửi tôi te tua. Và tôi ở đây sẽ lại phải chối cãi là ô no, tôi đâu có nói như thế đâu, tôi đâu có nói như thế đâu. Rồi cái người kia lại gọi cho cái người nọ để làm chứng, rồi bắt đầu uống cà phê, rồi tranh cãi, ồ tôi đâu có nói đâu, rồi cái người kia nó không, cô có nói, rồi cái người kia vậy là ai nói dối. Quý vị thấy nó có một cái nồi bùi nhùi rối rắm trong cái cuộc sống của quý vị. Quý vị biết trước là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Ví dụ chẳng hạn, quý vị biết về kinh nghiệm thì quý vị sẽ không bao giờ đăng những cái status tiêu cực chửi xéo một ai đó làm cái gì. Quý vị chửi xéo người ta lại vô chửi xéo lại bạn. Rồi bắt đầu nó kéo hết cái người này đến cái người kia đến cái người nọ làm cái đồ chéo heo tiếp. Quý vị biết được về kinh nghiệm, quý vị sẽ không bao giờ hành động xấu, vì quý vị biết là khi quý vị hành động xấu là cái hành động xấu nó sẽ quay lại với quý vị. Khi quý vị tát cho cái người kia một phát thì thế nào trong cái tuần đó sẽ có một người khác qua tát cho quý vị một phát. Quý vị có muốn bị ăn tát không? Không. Vậy thì tại sao quý vị phải tạo ra cái nghiệp ăn tát đó? Cho nên đó là khi mà mình hiểu được cái này á, thì đã thề với quý vị luôn, cuộc sống cực kỳ vi diệu và dễ chịu. Bỗng nhiên sẽ có một cái thời điểm mà quý vị không thấy những điều xui xẻo đến với quý vị. Điều này là Tina nói thật sự qua cái trải nghiệm của Tina. Hiển nhiên nó có thể có những điều xui xẻo do kinh nghiệm cũ của mình tạo ra cách đây 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, nhiều khi mình quên rồi mình không nhớ. À bây giờ nó xảy ra cái việc này, mình suy nghĩ, mình brainstorm, mình nghĩ thiệt là kỹ tại sao nó xảy ra với mình trong cái thời điểm mà mình không hề tạo bất kỳ một cái nghiệp gì.
không comment xấu, không nói xấu ai, không hành động xấu, không có chửi bới ai, không có đánh ai, không có nghĩ xấu, không có cái gì hết. Và tại sao nó xảy ra? Ok, đây là một cái nghiệp cũ, một cái gì đó mà mình đã tạo ra cái nền năm 10 năm, 15 năm, 20 năm mình không nhớ. Có rất là nhiều điều nó xảy ra vì cái nghiệp đó nó là cái nghiệp cũ của kiếp trước cơ. Mình không nhớ kiếp trước, nữa, không nhớ. Nhưng mà cái gì mà mình có thể mình ngưng được thì mình ngưng. Cho nên nó sẽ có những các cái giai đoạn á mà không có cái gì xảy ra tệ với quý vị. Không có khí gì xui xẻo thì là thề, 100% với quý vị. Từ cái lúc mà thi đạt thực tập 8 năm á, những cái điều xui xẻo nó ít xảy ra cực kỳ luôn, ít vô cùng. Phiền não giảm bớt được cỡ chừng 89%. Nếu nó có phiền não á thì rõ ràng cái ngày đó hay là cái tháng đó mình đã làm một cái gì đó sai sót, cho nên nó mới dẫn tới cái phiền não ngày hôm nay. Quý vị hiểu ý không? Quý vị không có muốn có mỗi cuộc sống đó là sao lâu lâu nay không thấy xui xẻo gì ngó đến tôi vậy? Vậy có phải là tất cả những cái xui xẻo là chính mình tạo ra? Mình tạo ra những cái nghiệp dữ bằng cái lời nói, bằng những comment xấu, bằng những cái nói xấu, bằng những cái cả nùi điều xấu. Xong rồi khi mà tất cả những cái điều xấu nó đến với mình, người ta gọi là nghiệp quật, đúng không? Ta nói là nghiệp quật. Nghiệp quật là cái gì? Đơn giản nhân quả thôi. Tất cả những cái gì mình tạo ra bây giờ nó quay lại, nó đập mình. Bây giờ mình không muốn cái đó xảy ra với mình nữa thì mình ngưng làm cái chuyện đó. Trời ơi, nó đơn giản dễ sợ luôn á. Yes, nó đơn giản. Đơn giản nhưng mà khó làm. Ở cái chỗ là nhiều khi mình không kiểm soát được cái cơn nóng giận, không kiểm soát được cái lời nói, hành vi. Ví dụ chẳng hạn cái ông taxi đó nói chuyện rất là tào lao, mình nghe mình chúi tai cực kỳ luôn. Không phải lỗi của mình mà người ta cứ đổ lỗi cho mình đấy. Vậy thì ở đây mình làm cái gì? Bây giờ mình cãi nhau với người ta, rồi mình lại gánh cái nghiệp cho người ta, rồi mình lại tạo thêm một cái nghiệp cho mình nữa. No, nghiệp của ông giữ đi, không có gánh gì hết ở đây ấy. Ông đừng có đổ cái nghiệp của ông nó xấu xí lên người tôi. Tôi sẽ im lặng, tôi sẽ im lặng và tôi sẽ quan sát những cái thứ tàu lao ông đang nói. Ok. Ồ, sao tào lao ấy? Ồ, mình biết là tào lao. Lúc đó mình chỉ biết là ông đang tào lao. Ông đang nói sai sự thật. Ông đang tạo một cái nghiệp mà ông không biết. Ở đây mình im lặng. Nếu như cái lúc này á, mà mình im được nghe thôi là mình thắng rồi, không tạo thêm nữa. Xuống, cảm ơn, rất lịch sự, trả tiền, đi ra. Không có cái chuyện gì xảy ra, không có gì xui xẻo ở đây hết á, không có cái gì bực mình á. Mà quý vị phải hiểu á, là từ một cái xui xẻo nó lại kéo cái xui xẻo khác, từ cái xui xẻo khác lại kéo 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 kéo, kéo tiếp một đùi. Bởi vì người ta mới nói cái gì họa đơ, cái gì phúc đơn họa vô đơn chí, cái gì đó không nhớ cái từ đó. Nhưng mà tóm lại là cái ý á, là cái phúc thì nó đến rất là ít, mà cái họa thì nó kéo tới rất là nhiều, rất là đông quân. Thế thì thật sự Tina chia sẻ từ đáy lòng luôn, rất vi diệu quý vị ạ. Tina biết rằng là cái này nó rất là khó, nó cần có một cái thời gian thực hành. Nhưng mà quý vị cứ thử hành ngày, hàng ngày. Quý vị thử đi, thử một ngày quý vị không phản ứng với những điều tiêu cực, ai nói gì mình im lặng, cười tươi. Mình nghe, mình biết người ta sai thì mình cứ biết người ta sai, người ta tào lao mình biết người ta tào lao. Mà mình biết đó là mình đang ở trong một cái thực tập là không tạo bất kỳ một cái nghiệp dữ nào cả, để mình có thử xem cái cuộc đời nó ra sao. Quý vị thử đi, quý vị thử một vài ngày á mà quý vị không phản ứng, không làm những điều xấu, quý vị sẽ thấy bỗng nhiên những xui xẻo nó tiêu. Where are you? I cannot see you. Ví dụ cực kỳ luôn quý vị ạ.
So hôm nay chúng ta chỉ chia sẻ đến đây thôi. Chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ. Bye.